6 loại trái cây mùa hè giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. Một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh kết hợp với tập thể dục thường xuyên là biện pháp hiệu quả và vững chắc để giảm mỡ bụng. Việc lựa chọn những trái cây theo mùa chứa nhiều chất xơ sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài việc giúp giảm mỡ bụng hiệu quả, trái cây còn cung cấp nhiều vitamin và dưỡng chất cho cơ thể. Vì vậy, nếu đang có kế hoạch giảm cân, hãy thêm trái cây vào những bữa ăn hàng ngày. 1. Quả đào. Theo bác sĩ Trần Thu Nguyệt, Viện Y học ứng dụng Việt Nam đào chứa lượng rất lớn các chất dinh dưỡng thiết yếu cho các hoạt động bình thường của cơ thể. Quả đào là nguồn cung cấp dồi dào lượng vitamin A, C, E, beta carotene, vitamin B1, B2, B3, B6, folate và axit pantothenic. Một lượng lớn các khoáng chất như canxi, kali, magie, sắt, mang-giền, BHO, kẽm và đồng cũng tìm thấy trong quả đào. Không những vậy, đào còn chứa rất ít calo, chỉ 39 calo trong 100 gram đào, không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol và là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời cho cơ thể sử dụng hàng ngày. Chính vì vậy, đào là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người đang có kế hoạch giảm cân. Đào là một loại trái cây có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, như trà đào, xa lớt mận và đào hay sinh tố đào. Dù là thực phẩm có tác dụng giảm cân, nhưng cũng chỉ nên ăn đào với một lượng vừa phải, không nên sử dụng quá nhiều vì trong đảo vẫn chứa một lượng chất dinh dưỡng thực vật khó tiêu, nếu ăn nhiều sẽ gây đến tình trạng khó tiêu, chướng bụng. 2. Táo, loại trái cây giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. Táo rất giàu chất xơ, flavonoid và beta carotene. Tất cả những điều này giúp giữ cho bụng của bạn cảm thấy no và ngăn chặn việc ăn quá nhiều và thèm ăn. Ăn táo sẽ giúp cơ thể được bổ sung dồi dào chất xơ pectin, một loại chất xơ hòa tan sẽ hút nước từ đường tiêu hóa và tạo thành gel, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, Hỗ trợ cả tiêu hóa và giảm cân. Khi ăn táo với mục tiêu giảm mỡ bụng, nên ăn táo vào thời điểm đói. Ăn táo lúc đói không chỉ ngăn cơn đói hiệu quả mà còn giảm thiểu lượng đồ ăn nạp vào trong bữa ăn. Có thể bổ sung 1 đến 2 quả táo tươi vào thực đơn hàng ngày nhằm mang tới kết quả tốt hơn. Ăn trước bữa ăn hoặc sau bữa chính 20 phút đều được. Nếu có ý định ăn táo vào buổi tối thì cách tốt nhất chỉ nên ăn sau bữa ăn khoảng 30 phút, tránh tình trạng ăn trước khi ngủ khiến cơ thể khó chịu, ảnh hưởng tới tiêu hóa. Việc giảm cân với táo chỉ mang tới kết quả tốt khi được kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng giữa các nhóm chất, tránh xa các chất kích thích, rượu bia, đồ cay nóng, chất béo động vật để giúp việc giảm cân tốt hơn. 3. Cà chua. Cà chua là một loại thực phẩm có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nó rất giàu chất chống oxy hóa lycopene, -E, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư. Ngoài ra, cà chua cũng là một nguồn dồi dào vitamin A, C, kali, FOLATE. Vitamin K cà chua là loại quả có lượng cáp thấp, giàu chất xơ và nước nhưng lại chứa rất ít calo. Điều này giúp tăng cảm giác no lâu, giảm sự thèm ăn từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cà chua giúp kích thích sản xuất các AXIT amin có vai trò đốt cháy chất béo trong cơ thể, cũng hỗ trợ làm tăng quá trình trao đổi chất. Cà chua sẽ giúp giảm cân nếu biết cách kết hợp nó trong chế độ ăn hàng ngày cùng với việc luyện tập thể dục thường xuyên. Có thể ăn cà chua trước bữa ăn khoảng 30 phút, vì lượng đường tự nhiên và lượng nước có trong cà chua sẽ làm tăng cảm giác no và giảm đi cơn thèm ăn, giúp giảm cân hiệu quả hơn. Bác sĩ Phương Thảo, cà chua là loại quà rất quen thuộc với mỗi gia đình. Cà chua được ví như là một nhà máy dinh dưỡng vì nó cung cấp rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật. 4. Dứa với lượng calo ít và cần nhiều năng lượng để tiêu thụ, dứa còn có tác dụng trong việc giảm cân và chống lại tích tụ chất béo trong cơ thể. Lượng chất xơ dồi dào có trong dứa sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo trong cơ thể. Dứa có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nhưng dứa chứa nhiều AXIT hữu cơ và enzyme BZOMELAIN có tác dụng làm tiêu bơ dâu tin, không tốt cho người bị đau dạ dày, làm tăng viêm lét niêm mạc dạ dày nếu ăn lúc đói dứa tươi có thể tác động vào niêm mạc dạ dày, ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu. 5. Bơ Bơ là loại quả giàu vitamin, khoáng chất, chất béo và chất xơ có lợi. 100g bơ, chừng một nửa quả bơ cung cấp khoảng 160 calo. Bơ cũng chứa nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn. Bơ tạo ra một trong những nguồn axit béo không bão hòa đơn tốt nhất, rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Bơ là thực phẩm giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Tuy nhiên, do hàm lượng chất béo và ca lâu tương đối cao nên ăn quá nhiều bơ sẽ gây tăng cân. Để đảm bảo việc ăn bơ giảm cân có tác dụng, nên bổ sung một lượng bơ hợp lý vào khẩu phần ăn, khoảng 1 phần tư đến một nửa quả bơ mỗi ngày. 6. Cam Cam không có chất béo, ít ca và là một nguồn giàu chất chống oxy hóa. Đây là nguyên nhân khiến nó trở thành một trong những loại trái cây giảm cân tốt nhất. Nên ăn cả trái cây thay vì nước trái cây để tạo ra hầu hết hàm lượng chất xơ. Đặc biệt, quả cam chứa nhiều vitamin C trung bình một quả cam 100g chứa khoảng 45g vitamin C. Vì vậy, ăn cam không chỉ giúp làn da thêm căng mịn, hồng hào mà còn tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Không chỉ vậy, cam chứa hàm lượng bờ dâu tin thấp, không có chất béo nên không gây tăng cân. Nếu kết hợp việc ăn cam với với một chế độ ăn cân bằng, lịch tập luyện khoa học sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Khi ăn, nên ăn cả muối cam thay vì uống nước ép cam. Vì ăn cả muối không chỉ giúp giảm lượng ca lâu và lượng đường hấp thụ vào cơ thể, tăng cảm giác no lâu hơn và hạn chế nguy cơ mắc đái tháo đường. Nước ép cam dù cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin nhưng lại chứa ít chất xơ, hấp thu nhiều đường hơn, từ đó làm tăng lượng đường trong máu và có thể gây tăng cân.